Xin chào các bạn, trong video này Hường sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo tài khoản PayPal bằng điện thoại di động. Các bạn đăng nhập vào App Store hoặc là CH Play. Ví dụ như iPhone thì vào App Store, mình tìm chữ PayPal. Đây mình tải app PayPal xuống. Bấm vào mở nó lên. Rồi bấm vào đăng ký. Mình có thể đăng ký bằng số di động. Ví dụ như số của mình là. Rồi, mình sẽ xác nhận. 382245. Rồi, điền email của mình vô. Rồi, tạo cho nó một cái mật khẩu nào đấy. Rồi, để họ và tên của mình. Rồi điền địa chỉ của mình vô. Mã bưu chính tức là mình sẽ lên mạng nha. Mình gọi là mã bưu chính của cái tỉnh của mình. Ví dụ Gia Lai mã bưu chính là 600.000. Các bạn ở tỉnh nào thì các bạn gõ mã bưu chính của mình ở trên Google ấy. Bấm vào đăng ký tài khoản. Rồi liên kết thẻ của mình. Thẻ ghi nợ của mình vô. Tới đây các bạn có thể điền hoặc là bấm chữ bỏ qua ở đây. Rồi bạn đã tạo tài khoản thành công. Bây giờ mình sẽ làm hai nhiệm vụ. Là nhiệm vụ số 1 là các bạn add cái thẻ vô, thẻ thanh toán của mình vô. Thẻ ngân hàng ấy. Tức là có thể là thẻ Visa hoặc Master như thế này. Đó. Hoặc là thẻ Master là thẻ này. Nếu như các bạn chưa có thì mình ra ngân hàng mình làm một cái. Như vậy thì chúng ta đã có một cái tài khoản rồi. Đấy thì chúng ta nếu mà chúng ta muốn add thẻ vô thì chúng ta bấm vào link card to send payment. Rồi điền cái thông tin thẻ của mình vô. Bấm vào cái chữ liên kết thẻ tài khoản ngân hàng. Rồi. Chúng ta có thể điền thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ. Điền cái thẻ này vô ấy. Là để khi nào mà mình thanh toán, PayPal của chúng ta không có tiền thì nó sẽ trừ tiền ở trong thẻ. Bắt buộc một cái tài khoản PayPal hoạt động ổn định thì nó phải kết nối với một cái thẻ ngân hàng. Rồi, các bạn nên điền cái thẻ như hồi nãy Hường vừa chia sẻ đấy. Điền vô số thẻ. Rồi nếu mà nói về cái ngày hết hạn là cái ngày giống như cái thẻ này thì là cái ngày nó chìm chìm ấy. Ngày 9 tháng 9 2022, cái ngày bé bé bé. Rồi, còn cái mã bảo mật thì 3 số phía sau mặt thẻ. Rồi điền số thẻ thông tin vô. Sau đó thì chúng ta cũng liên kết với ngân hàng. Tức là chúng ta liên kết ngân hàng, tức là chúng ta sẽ điền một cái số tài khoản của mình vào đây. Bấm vào đây nè. Tức là nó bảo là lên web. Liên kết thì hôm sau chúng ta đăng nhập trên máy tính ấy, chúng ta liên kết vô. Thì cái thẻ tài khoản ngân hàng để khi chúng ta rút tiền về. Ví dụ mình là mình kiếm tiền trên mạng được rồi. Mình rút tiền về tài khoản ngân hàng. Thì sẽ là mình rút qua cái tài khoản mình add vô, ví dụ Vietcombank, ACB, Techcombank, vân vân. Đấy vậy thôi. Là chúng ta đã có hoạt động bình thường đối với cái tài khoản PayPal của chúng ta rồi. Ok. Nhớ đăng ký kênh YouTube của Hường. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nếu bạn là người thích kiếm tiền trên mạng và có những cái dòng đô la bé bé thì có thể là
nhắn liên hệ với Hường qua số Zalo ở trong phần mô tả để các bạn có thể đổi PayPal với một cái nơi uy tín và cái tỷ suất tốt cho các bạn. Nhớ like, comment video, ủng hộ video của Hường để chia sẻ nhiều hơn nha.